Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Và lần ngày hôm nay thì Khả sẽ soi đồ một cao thủ top 1 tổng kim ngày hôm nay cho anh em xem. Ngày hôm nay thì Khả được top 13 thôi, không vào được top 10. Nói chung là thế giới tâm này cũng hơi yếu sinh lý. Chưa đủ đồ, chưa hiệu ứng nên là chưa đánh nổi. Ai viêm đó là con lung đao đó, nhìn là biết ngay con lung đao luôn em mà. Quá khác đây anh em. Top 1 với 72k và 243 mạng, 7 nơi sơ và tử vong 29 lần. Trời ơi, Khả tử vong 49 lần, nhìn trắng đời. Nhìn chết như rạ vậy. Rồi anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của viêm đó em ơi. Viêm đó thì như là ạc con lung đao chắc tầm cấp 90. Cầm cấp 90, chưa nằm top sao như này mày. Con lung đao nhưng mà chưa nằm top thế giới. Đây nè. À, chỗ này thì không thấy là chưa nằm top. Đây anh em cùng nhìn sơ qua sơ đồ. Hiện tại đang cầm một cái đao top 30. Trời ơi, đao này là pin này. Đao này là pin này. Top 30 tầm này thì con lung đao tầm tăng khoảng tầm 20 điểm chân phái, 22 điểm chân phái gì đó. Còn lại là dư 8 điểm của thợ tăng và hiệu ứng đao mà đẹp luôn à. Nón kháng lôi sinh lực cao. Áo thủy 40, 30 và gia truyền kháng cả 9 hỏa. Thì đi với đai thủy và nhẫn kim. Thì bên này được 30 chón và kháng hỏa. Này được 30 chón nữa là được 60 chón. Bao tay 30 chón nữa được 90 chón đó. 90 chón và một đôi giày 45 trọng quá đẹp. Xích đồ này thì mang theo kiểu này thì quá đẹp anh em. Đầu tiên thì con lông đao đa số là hiệu ứng là chính. Nhìn sơ qua thì này đạt cho mình 80 chón rồi. 30 chón từ áo, 30 chón từ đai lưng và 30 chón từ bao tay. Thì được cho mình 80 chón rồi năm. Và với hiệu ứng 500 tầm này thì 45 trọng thì ở xa. Con lông đao đánh tầm xa thì 45 trọng ở thời điểm hiện tại đầu server như thế này là quá pin này. Đó. Em cùng xem sơ qua đó, quá pin luôn em ơi. Rồi được rồi, đỡ mà những set đồ này sinh lực khá là cao, 121 sinh lực nè. Cái này thì họ kim đã kích cái nhẫn rồi nè, họ đã kích cái đai lưng rồi nè, đai lưng sinh lực cao 30 chón. Rồi nhẫn kim này sinh lực cao và sức mạnh 8, đã kích cái áo và dây chuyền. Thì dây chuyền được hiệu ứng kháng tất cả và lại kháng hỏa 12. Tầm này thì không phải kháng lôi luôn. Cái này nằm ở sâu này không thấy mặt kháng lôi luôn. Với lại một cái nhẫn sức mạnh 16 đó. Hiện tại ạc này đang sử dụng như mình là 24 sức mạnh rồi. Dưới lại cái này 3 nữa là 27 sức mạnh nè. Với 27 điểm sức mạnh ở tầm này thì con lôn khá là khỏe rồi nè. 27 điểm sức mạnh này tương đương 5 cuốn tay kinh rồi. Đó, con lôn đao này build đồ khá là ok đó nè. Đao thì đao còn chuẩn binh rồi. Đao tóc 30 là chuẩn binh rồi. Dư được khoảng 5 đến 7 điểm. Nhưng là khả nhớ làm là 22 còn dư 8 điểm. 8 điểm tăng gì à? Tại vì sao? Cái tóc 30 này kèm với cái chống phái tăng khoảng tầm 22 thì đủ đạt 101 rồi nè. Nên là 8 điểm kia mình có thể đẩy về cái hướng đam. Nên lại con lông đao này đam khá là to ấy. Không phải đùa không nè. Có thêm cái kháng lôi 17. Rồi. Anh em đang xem thì cho Khám một like hồi chơi nè mày. Đây là set đồ của viêm đớ à, khá là ok. Rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho viêm đớ một like chia sẻ cho nè mày. Đồ mặc đồ khá đẹp, sinh lực khá cao nè. Món nào cũng sinh lực trên từ 80 cho đến 100 hơn. Khá đẹp, cái áo thì được hiệu ứng chón. Giá chuyện cũng ok rồi. Đỡ mà nói xét đồ này thì cũng giá trị server thì khả năng chưa rõ lắm. Tại vì là mới server nè. Thì thường mua vừa bán thôi. Nhiều khi họ mua giá cao thì mình cũng không biết được. Nên là đỡ mà biết được xét đồ này bao nhiêu thì khả nghĩ cũng chưa hiểu lắm nè. Tại vì đầu server nên chưa hiểu đâu. Giờ sau này những trang bị này nó nhiều đó nè. Thì mình mới hiểu giá sơ một tí. Cái tầm này đồ Khải mà Khải mua cũng trên trời đất luôn. Nói chi mình nhận xét đồ như thế này. Ok anh em ơi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và đừng quên cho viêm đó một like chia sẻ chơi nha. Chúc anh em xem video này vui vẻ nha. Đừng quên để làm một like chia sẻ chơi nha.